Hello hộ dân, chào cô chú anh chị em nha. Bữa nay là sáng thứ tư 6:05 á cả nhà, ngày 11 tây tháng 10 á. Đúng clip này thì Hải không có lên clip nữa, nhưng mà mấy nay tại có anh điện, anh cũng mua nhúc đó, mình rất bức xúc chứ, mình rất thương anh lắm. Mình bán giống rồi thấy lúc trước thấy ảnh đây mình á, thật sự bữa nay hôm giờ mình không ngủ được các bạn, mình mới xịt gấu nhúc á, mình ướt nhẹp nè, hôm giờ 2 giờ phi giờ mình không ngủ luôn mà. Hôm giờ mình tính mình về mình đi làm về ngủ, anh điện rồi cái mình buồn lắm. Tại bạn biết không, gấu nhúc á mình đã dặn rồi, mình lúc trước mình đã không muốn bán anh rồi, nhưng mà mình nói anh quá trời mê thôi. Mình thấy anh gì mình cũng thôi, bây giờ làm theo cái cách của mình đi, là mình trồng xong á cả nhà. Gấu nhúc tháng mưa gió này cũng mình cũng chia sẻ trên YouTube á, thì cũng anh em nhộng mới trồng cũng vậy thôi. Mình trồng xong là mình xịt liền á các bạn cô chú, xịt bệnh á. Trồng xong mình xịt bệnh liền, 3 bữa sau mình xịt liền lại một quận nữa, thì nó trước sau độ tầm cỡ 4 đến 5 ngày là phải 2 quận liền, đang đúp liền 2 quận liền đó ra mình đang trồng, cô chú nó bị si cô chú nha. Mình cũng dặn anh trai rồi, điện là mình lúc xuống đây mình mấy lần mình cũng dặn như lắm, về kỹ nha anh, xịt kỹ giùm em. Tới 7-8 bữa cái mình điện không có mắc, không nhắm máy anh không bắt được nữa. Chứ 11 ngày chú Hải ơi, rau tê tu hết trơn rồi, mình cũng bó tay luôn. Rồi mình nói giờ anh kể sâu còn sao rồi. Tại mình lúc mình thấy là lúc chăn thời gian mưa cô chú, thời gian mưa này nè, thì nó bị sẽ bị bệnh nữa, bệnh thứ hai nữa là bị sâu ở trong ấy nhiều lắm, nhiều cái cộng hưởng là ra một ra để mà rau nó sẽ xuống á. Thì mưa rồi mưa lại là mưa vài bữa nắng lại là chắc ăn là phải có sâu cô chú. Bởi vì mình phải định kỳ, nó ngộ lắm, sâu gì sâu độ tầm chừng cỡ 5 ngày 6 ngày là định kỳ lại. Mình điện anh thì anh đã nói xin tattoo là bị sâu nhóc hết trơn rồi. Cái chiều hôm qua cái mình kêu anh xịt đi, thì mình cũng mình không ngờ là thuốc sâu hết rồi, anh hết, anh còn bình hay bình gì ở nhà. Rồi anh mua thuốc sâu của công ty khác anh trộn vô á. Bà mình nói hoài ngày qua lúc trước mình cũng nói rồi, thuốc sâu gặt ghi như cái nhà nha, gặt ghi mới được nha, thuốc sâu nó gì đó nó gặt ghi mới được á. Anh pha anh không coi clip mình hết trơn á, tức muốn chết á. Mình rất mến anh lắm, nhưng mà hôm giờ mình đi làm bên cha mình tiếp lúa 9 giờ mấy, tôi quay tới 10 giờ ngủ luôn các bạn cô chú, tôi quay tới 2 giờ hai lúa đi luôn á, không ngủ nhiều chứ hai lúa tức mình quá trời. Mình dặn anh rồi kỹ nha, tại vì mình thấy anh không có trồng gà thuộc đâu, mình gán mà thôi, giờ mình làm theo cô thích của mình luôn á nha. Mưa gió luôn á, mình chia sẻ thật sự luôn á. Cái nỗi mình cho ra anh chồng nữa mà, mình tức muốn chết. Mình thấy giờ anh chắc xác nhận, mình hỏi anh xác nhận trồng rau, xác định là trồng rau kỹ chưa. Thì mà theo thức em, mà sao mà ăn được làm nẻo, anh tức muốn chết nha các bạn, cô chú ơi. Bữa nay 10 mấy ngày mà 10 mấy bình thuốc của mình xịt chưa hết nữa. Tại quy định của mình đưa anh ra là 10 mấy bình thuốc này anh xịt trong vòng mấy bữa là xong rồi. Tại vì mình cắt xong mình và mình trồng lại cô chú, mình trồng cô tơ là phải xịt một quận nha, quận nói rồi xong á. 3 bữa sau mình xịt một quận nữa đó, đặng là ba là ngày thứ ba là ngày thứ tư đó, cách ngày cô chú. Tại vì rau trồng nó khác, yếu nó yếu hơn cái rau tơ mình cái tháng mưa cô chú á. Rồi quay qua mình cũng dặn định kỳ suốt sâu nha, rồi bởi vì trời ơi rau tơ hết trơn rồi. Rồi cộng anh trả bèo của cám của chú nhiều quá trời, như mình nè, bèo cám thấy thương của chú này nè, thấy thương không nè. Mình đi làm cũng chẳng nhiều lắm, phải một chỗ đâu. Anh thả bèo dập vô trời ơi, banh tùm lum hết trơn rồi. Bữa nay mình mà kêu anh xịt lại thuốc khác lại cái nhà. Mình thật sự mà nói anh em trồng rau mình mến lắm, không phải gì. Mình thấy mình tỉnh là cái đam mê giống như mình thôi, thật ra khó lắm. Tại vì mình làm mình xác định hướng làm rồi. Quy định bữa đó mình làm xịt thuốc xịt gì là bữa đó phải làm, chiều dù mưa thì bằng ngày thì bằng đêm, mình là bằng đêm cô chú nè, 2 giờ phía tới giờ cô chú, mình xác định mới được, xác định mình phải làm mới được chứ không phải gì bỏ nó ra mưa gió là nó trễ ra được cô chú nha. Nó bèo mình thưa cô chú, tháng mưa gì cái bèo không được nhiều đâu, nhiều nó là 1 giờ 2 lưỡi đó, nhiều quá nó sẽ nhận xuống chết á, nó chơi đâu nè.
ở bên kia rau mình cũng không bị sâu, mấy điện rảnh đó cô chú, tại mình mặn nhiều quá mình là không kịp á, cũng bị sâu mình giữ lại được. Nhưng mà tháng 10 xong mình cũng phải trả cô chú, mình trồng mình bẻ mình sẽ ăn dưỡng 2 đợt ra, mình bán 2 cây mình cũng trả, mình không có lấy mặn nữa, mình chỉ tập trung bên đây nhiều cô chú. Nè rau của mình nè, mình chỉ ảnh luôn, mình tận tay luôn, mình nói chung là mình đưa thức mình ra, mình đưa tránh xài luôn mà ảnh mà mình tức muốn chết. Cái mình nói với cô chú thuốc sâu quan trọng lắm, người ta trồng cái thuốc sâu là bị dính thuốc sâu nhiều lắm, tại vì trong quá trình công ty nào cũng quay hết, nhưng mà cái thuốc sâu từ thuốc đó riêng mình gạt cái riêng mình chọn khi nằm xịt thuốc ốc á, mình pha giống như dòng mình 3.6 mình xịt thuốc ốc đi, mình dẫn xịt nước được mình pha nó dẫn thuốc mạnh. Còn thuốc sâu này là thuốc nào nó cũng hay rồi, bắt cô chú mà cộng vô một cái thì hay rồi đó, nó cộng hưởng ngay rau mình nó đã yếu đơ cô chú, rồi mình yếu nó đơ rồi quay qua mình cộng nữa thì vô nó thuốc chịu nổi đâu. Là như họ nói mình cái thuốc đó nó sẽ không đủ thì xịt thuốc kia cũng không sao, nó ngộ lắm. Cái này cũng là một bài học cô chú anh em nào có trồng rau gì đó mình xin kinh nghiệm hay lúa cứ nói đi, mình thuốc gạt ghi thuốc sâu á nó chất lượng hơn, công ty nào mà gạt ghi thuốc đó gì nó hay cô chú. Hôm 12 giờ phía mình xịt sâu quận thứ hai cô chú nè, không mình xịt một quận rồi á, quận La quận 2 nè, hôm 2 giờ phía tới giờ á thuốc sâu đạt nhất là cô chú xịt ban đêm á, tại vì con bướm nó ra cô chú bằng ngày nó dưới nó vô bờ á, xịt cho nó chết ấu trùng mà chết con bướm luôn á. Này cũng 6 giờ mấy rồi, 6 giờ 31 phút rồi, mình đi học đưa con đi học á cô chú. Bây giờ video này cái nhung là ngày rau này vậy đó. Anh em cô chú nào cũng thấy một bài học đi ha. Không gì, nhưng mà mình trồng rau thuốc nào cũng hay hết, nhờ quan trọng á cô chú biết sao không? Mình trồng cái mới trồng, mình trồng là xịt liền nha, xịt liền 3 bữa sau mình xịt nữa, bầu nữa thì nó sẽ qua thôi. Cùng để hoài trễ hoài đó. 3 bữa xịt tại rau trồng nó vậy đó, rau đã trồng là giống như rau đã chặt đứt ngang á, trồng bắt đầu là trồng xịt liền 3 bữa sau xịt liền, còn 3 bữa xịt nữa vậy, xịt liền tục 3 bữa xịt liền liền mấy bữa hoài cho nó rau nó ổn xong rồi mình hãy ngắt lại, mình mới cho mới ngắt thời gian như giờ là cho bán người ta của chú. Ở cô chú kinh nghiệm ha, là có cú sâu mình nói qua, mình nói hôm qua clip hôm qua bữa nay có thiệt luôn ha, cái thuốc sâu này hại lắm nha. Mình bằng kêu có kinh nghiệm nha anh em, là mình không chia sẻ dài nhưng mà nó gì đó, những anh em thì biết trồng rau nha, thì gì đó nó thuốc sâu công ty khác khác nha, nó ngộ lắm nha. Rồi video này hãy nghe hai lúa Hậu Giang chào tạm biệt cô chú nha, hẹn một ngày mới cô chú rồi sức khỏe bình an nha, xin chào cả nhà.